Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của Cá Voi Gaming. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi mua, ra mắt và trải nghiệm một thủ môn xuất sắc người Anh. Và thủ môn ngày hôm nay mình muốn mua và ra mắt cho anh em đó là Woodsman. Số của Woodsman đó là 65 và số vàng cần bỏ ra để mua thủ môn này là 290. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào sắp xếp vị trí đá của Woodsman và sân để thi đấu ra mắt trong đội hình của Cá Voi Gaming ngày hôm nay. Hôm nay thì Guzman sẽ là người bắt thay cho Donnarumma và chúng ta cùng đi tìm đối thủ để ra mắt. Đây là đối thủ của chúng ta để ra mắt Guzman, đó là một team đến từ nước ngoài. Và xin mời anh em cùng bước vào hiệp 1 hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay để cùng trải nghiệm Guzman cùng với Cá Voi Gaming. Trong hiệp 1 trận đấu ngày hôm nay thì Cá Voi Gaming bảo vệ cầu môn bên trái với trang phục áo xanh quân đỏ, còn đội bạn là đội bóng bảo vệ cầu môn bên phải với bộ trang phục là áo màu đỏ và quần màu trắng. Đó là trong chân của các cầu thủ bên phía đội bạn. Người đang có bóng đó là Cristiano Ronaldo. Marcus Rashford là người có bóng nào. Tình huống đi bóng tương đối tự tin của Marcus Rashford. Harry Kane là người có bóng. Cơ hội để cho chúng ta có bàn đang tới. Nhưng vừa rồi thì cầu thủ đội bạn áp sát rất nhanh. Người đang có bóng đó là Sadio Mane. Và đây là Kevin De Bruyne. Những pha xuống bóng hợp lý. Tốc độ của Harry Kane trong tình huống này đang ăn đứt cầu thủ đội bạn. Và vừa rồi là bàn thắng gỡ hòa 1-1 dành đến cho Cá Voi Gaming. Số hiện tại đang là 1-1. Và cả hai thủ môn của chúng ta, Guzman và thủ thành bên phía đội bạn thì đều phải vào lưới nhặt bóng một lần. Đây là một cơ hội tiếp theo dành đến cho Cá Voi Gaming. Pha đẩy bóng là hơi dài của Kevin De Bruyne. Người đang có bóng đó là Harry Kane. Đường xuống bóng dành đến cho Kevin De Bruyne. Đây là một cơ hội tấn công tiếp theo. Cristiano Ronaldo có pha xử lý tương đối hay. Đây là Achraf Hakimi. Bóng đang trong quyền kiểm soát của đội bạn. Harry Kane vừa rồi có một cú dứt điểm về góc xa. Tỷ số được nâng lên thành 2-1 cho các cầu thủ bên phía đối phương. Đây là pha giao bóng của Cá Voi Gaming nào. Người đang có bóng đó là Harry Kane. Pha phản công rất hay và Mbappe là người có pha dứt điểm. Cú dứt điểm tương đối tệ của Mbappe. Pha sút bóng trúng cột dọc khung thành. 1 phút là khoảng thời gian bù giờ của hiệp thi đấu đầu tiên trong trận đấu ra mắt của thủ thành Guzman. Đây là một cơ hội nào. Neymar là người có bóng. Pha đi bóng tương đối tự tin của Neymar. Tỷ số được cân bằng 2-2 ở những phút bù giờ của hiệp thi đấu thứ nhất. Đây là tình huống giao bóng của đội bạn. Vâng, như vậy hiệp 1 tạm thời kết thúc với tỷ. Xin mời anh em cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay để chúng ta cùng tiếp tục trải nghiệm thủ thành Guzman. Người đang có bóng đó là các cầu thủ bên phía đội bạn. Một pha cắt bóng hay của Ronaldo. Ronaldo cũng đã lùi về khá sâu để tham gia phòng ngự với những người đồng đội. Đây là Neymar, một pha chuyền bóng vào bên trong. Và vừa rồi thì Araujo là người đã cắt được quả bóng. Cơ hội tấn công dành đến cho Cá Voi Gaming. Neymar đang là người có pha đi bóng tương đối tự tin. Vừa rồi là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của các cầu thủ bên phía Cá Voi Gaming. Mbappe là người đã lập công. Đây là tình huống giao bóng đến từ đội bạn. Thời gian đang trôi dần về những phút cuối của hiệp thi đấu. Đây là pha đá phạt lên dành đến cho Cá Voi Gaming. Người đang có bóng đó là Pogba. Bóng đang trong chân của Leonardo Bonucci. Đây là Joao Cancelo. Cơ hội phản công lại tới đối với cầu thủ bên phía Cá Voi Gaming. Harry Kane là người đang theo bóng. Và vừa rồi thì bóng đi hết đường biên dọc. Người đang có bóng đó là Joao Cancelo. Đường truyền không cho ai của Neymar. Erling Haaland là người đã để mất bóng. Tiếp tục là một cơ hội dành đến cho Cá Voi Gaming. Người đang có bóng đó là Neymar Junior. Một đường chuyền chọc khe dành đến cho đồng đội. Cơ hội để cho chúng ta có bàn. Đây là một tình huống tấn công dành đến cho đội bạn. Jadon Sancho là người có pha đi bóng rất hay. Và vừa rồi thì cú dứt điểm bóng lại chạm người thủ thành bên phía Cá Voi Gaming mà không đi vào lưới. Bóng đang trong chân của Joao Cancelo và chúng ta cần phải hạ thấp nhịp độ của trận đấu. Liên tục là những tình huống chuyền bóng lỗi đến từ cầu thủ hai đội và Erling Haaland đã có một pha trước thời cơ rất nhanh. Cú dứt điểm vừa rồi bóng đi chưa chuẩn xác. Đây là pha phát bóng lên của thủ thành bên phía Cá Voi Gaming. Đúng lúc này thì tiếng còi của trận đấu đã cất lên và trận đấu ra mắt của thủ thành Guzman đã kết thúc với tỷ số là 3-2 về Cá Voi Gaming. Cảm ơn anh em đã đón xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của Cá Voi Gaming.